Thưa khán giả, sáng nay ngày 18 tháng 3, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hội nghị thông tin các chính sách cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2022. Đến dự hội nghị có ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Xây dựng Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được theo dõi phóng sự về tình hình kinh tế xã hội và kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2021. Bên cạnh đó, được nghe triển khai quyết định 861/2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Quyết định số 612/2021 phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và triển khai nghị quyết số 04/2021 về lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 63/109 xã phường thị trấn thuộc vùng dân tộc thiểu số, trong đó có 17 xã khu vực 3 và 46 xã khu vực 1. Tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,66% vào năm 2020. Trong đó, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 3,77%. Ông Dương Sà Kha đã thông tin đến các đại biểu về những chương trình dự án khai thác tiềm năng của tỉnh đang được triển khai thực hiện. Ông cũng mong muốn Ban Dân tộc tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, đồng thời người có uy tín cần phát huy vai trò của mình trong vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận của người dân trong việc triển khai thực hiện các dự án sắp tới của tỉnh và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sáng nay, tại trụ sở tiếp công dân Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng, ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã có buổi tiếp và đối thoại với hộ ông Tô Văn Chánh, cư ngụ số 337/4, đường Tôn Đức Thắng, khóm 2, phường 5, thành phố Sóc Trăng. Tại buổi đối thoại, ông Chánh cho rằng năm 1975, nhà nước thu mua lúa gạo của cha ông và có ghi biên nhận vào năm 1994. Cha ông lập di chúc để lại tài sản cho, trong đó có các biên nhận này. Nên ông Chánh khiếu nại đòi nhận phần tài sản này và được trả lời bằng công văn số 1901/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Công văn có nêu việc ông Chánh không phải là thừa kế hợp pháp. Thứ hai, việc thanh toán nợ của tỉnh theo ông là không đúng và trừ tiền trên 106.000 đồng. Ông không đồng ý. Vì vậy, ông tiếp tục khiếu nại lần hai. Các đơn vị chức năng liên quan đã giải thích các quy định của pháp luật và động viên ông Chánh đồng ý nội dung công văn này. Sau khi nghe hộ dân có ý kiến và các ngành chuyên môn giải thích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Dương Quốc Nam cho biết vụ việc của ông Chánh đã được các ngành chuyên môn giải quyết đúng theo các quy định của pháp luật. Tại buổi đối thoại, ông Chánh cũng không đưa ra được các chứng cứ mới. Vì vậy, sau buổi đối thoại, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cho ông. Sáng nay, Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Lâm Thành Son, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Trong năm 2021, Ban Chỉ đạo của Công an tỉnh và Công an các đơn vị địa phương đã biên tập trên 1.500 tin bài, đăng tải chia sẻ trên 15.000 lượt tin bài viết về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, gương người tốt, việc tốt, các vụ việc nóng được dư luận xã hội quan tâm trên các trang mạng xã hội, thực hiện 33 kỳ chuyên mục an ninh Sóc Trăng, 208 tin bài, 21 phóng sự có liên quan đăng tải trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh và cộng tác với cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng đã triển khai kịp thời các biện pháp nắm tình hình trên không gian mạng, qua đó đã phát hiện, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định 259 trường hợp đăng tải thông tin có nội dung xấu, độc, xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp với tổng số tiền 184 triệu đồng, giáo dục răn đe 227 trường hợp. Lãnh đạo Công an tỉnh đánh giá cao và yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tham gia vào công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 9 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2021. Phòng Dân tộc huyện Trần Đề đã tổ chức hội nghị người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022. Trong năm 2021, huyện đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín theo quy định, tổ chức thăm hỏi tặng quà nhân dịp lễ Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc. Người có uy tín cũng đã có nhiều đóng góp thiết thực trong xây dựng đảng chính quyền, tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc chấp hành tốt các chủ trương chính sách về công tác dân tộc, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước,
góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tại hội nghị cũng đã thông qua quyết định công nhận người có uy tín năm 2022 trên địa bàn huyện là 41 vị và thông tin một số chính sách có liên quan đến người có uy tín. Cũng tại huyện Trần Đề, Hội cựu chiến binh xã Diên An vừa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội cựu chiến binh huyện chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Nhiệm kỳ qua, Hội cựu chiến binh xã đã phát triển mới 22 hội viên, đạt 100% chỉ tiêu, hỗ trợ 403 lượt hội viên dây vốn phát triển kinh tế, cuối nhiệm kỳ không còn hội viên nghèo, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 7 căn nhà cho hội viên nghèo khó khăn về nhà ở, trao tặng trên 400 phần quà nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, số tiền trên 200 triệu đồng. Ngoài ra, Hội cựu chiến binh xã còn vận động hội viên hiến trên 3.200 mét vuông đất làm lộ đanh, đóng góp trên 1.000 ngày công lao động để xây dựng nông thôn mới. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp tỉnh.